Hello, chào anh em. Chào mừng em đến với kênh YouTube của Điện Việt Nam. Mình là Thành, mình là admin của Điện Việt Nam. Đây, ngày hôm nay anh em sẽ tiến hành sửa chữa máy biến áp. Chúc anh em một ngày mới làm việc an toàn và hiệu quả nhé. Nếu bạn thấy video bổ ích, hãy like và chia sẻ cho mọi người. Đừng quên đăng ký và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất nhé.